Bộ đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ, trình Quốc hội, ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm tương tự. Về lâu dài, Bộ Y tế sẽ sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống tác hại thuốc lá, đảm bảo tính thống nhất. Chương trình thời sự xin dừng lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe các chương trình khác của đài chúng tôi. Bộ chiến dịch Điện Biên Phủ khăn mặt của ông Trịnh Đình Long, xã Đông Minh, Đông Sơn, sử dụng trong thời tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ sưu tập giấy khen, giấy chứng nhận của các chiến sĩ dân công Thanh Hóa tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, bức ảnh của các chiến sĩ Thanh Hóa trên đường hành quân bao vây Điện Biên Phủ. Qua những hiện vật, kỷ vật ấy, thế hệ hôm nay đã ghi nhận được những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thế hệ ông cha, không giấu nổi tự hào và xúc động. Chị Đào Thị Phương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa chia sẻ. Sau khi mà được vào thăm bảo tàng, được nhìn các cái hiện vật cũng như là xem qua tranh ảnh thì mình cũng mường tượng ra được một phần nào cái cuộc sống thời bấy giờ của uh, nhân dân mình lúc đấy. Mình thấy là uh, ông cha ta ngày xưa rất là tuyệt vời, các cái vũ khí rất là thô sơ nhưng mà cái tinh thần cũng như cũng là chiến lược rất là tốt để có thể chiến thắng được Cần Ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa còn lưu giữ hơn 60 hiện vật gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ. Tất cả những kỷ vật, hiện vật này đều do các tập thể cá nhân, các gia đình, các cựu chiến binh đã gìn giữ, nâng niu và tự nguyện hiến tặng cho bảo tàng. Ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình, bảo tàng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động để các tài liệu hiện vật, kỷ vật trở thành những thông điệp ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng. Ông Dương cho biết thêm. Trong cái kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì bảo tàng đã tổ chức chính lý cái phòng trưng bày giai đoạn là 45 75. Ngoài cái trưng bày đó thì bảo tàng còn có tham gia với Đài Truyền hình Thanh Hóa tổ chức cái trưng bày tại triển lãm của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và tổ chức cái cầu truyền hình của tỉnh tổ chức tại quảng trường Lam Sơn hay bảo tàng đã chuẩn bị là xe đạp về những cái thành tích của quân nhân dân Thanh Hóa để phục vụ cho cái cầu truyền hình trực tiếp của đài truyền hình Việt Nam. Trong suốt 56 ngày đêm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Thanh Hóa đã huy động 30% số người trong độ tuổi lao động tham gia dân công hỏa tuyến với tổng số 178.924 lượt người và 27 triệu ngày công cùng với hàng vạn xe đạp thổ, hàng ngàn thuyền nan, thuyền ván. Qua đó đã vận chuyển ra mặt trận điện biên 9.000 tấn gạo, 450 tấn cá khô, 2.000 con lợn, 1.300 con bò, 250.000 quả trứng, 150 tấn đậu, 20.000 chai lọ nước mắm cùng hàng trăm tấn rau các loại, chiếm 40% số thực phẩm sử dụng trong chiến dịch. Để hiểu hơn vì sao nhân dân Thanh Hóa làm được điều này, mời quý vị và các bạn đến tham quan khu trưng bày hiện vật về chiến dịch điện biên phủ tại bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để được nghe thuyết minh và có thêm nhiều thông tin lịch sử ý nghĩa. Để đảm bảo nguồn nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp các ngành có liên quan của tỉnh và các đơn vị sản xuất kinh doanh nước sạch đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống hạn xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục phục vụ các khu công nghiệp. Hiện nay hồ Yên Mỹ vẫn chưa tích nước được đến cao trình mực nước thiết kế nên chịu ảnh hưởng của việc thiếu nước càng lớn đối với các khu công nghiệp thuộc vùng nam sông chu bắc sông mã và vùng hạ du sông bưởi lấy nguồn nước từ sông lèn sông mã sông bưởi như khu công nghiệp bỉm sơn khu công nghiệp thạch quảng khu công nghiệp lễ môn khu công nghiệp đình hương tây bắc ga cũng là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiếu nước hạn hán xâm nhập mặn để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp các nhà máy thủy điện đơn vị khai thác các công trình thủy lợi có biện pháp điều hòa bổ sung nguồn nước giữa các công trình các hệ thống công trình có liên quan như bổ sung nguồn nước tưới giữa hệ thống bãi thượng về hệ thống sông mực. Các hệ thống công trình có liên quan như bổ sung nguồn nước tưới giữa hệ thống bãi thượng về hệ thống sông mực qua kênh N8, sử dụng trạm bơm tưới trường minh để tưới cho vùng đuôi kênh Nam Hồ Sông Mực, dành nước hồ sông mực để cấp cho khu kinh tế Nghi Sơn. Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng mới các công trình hồ, đập ở khu vực miền núi theo quy hoạch để tăng khả năng chữ nước, khai thác nước phục vụ sản xuất, xây dựng các hồ điều hòa, về lâu dài cần đầu tư xây dựng mới các công trình hồ đập ở khu vực miền núi theo quy hoạch để tăng khả năng chữ nước khai thác nước phục vụ sản xuất xây dựng các hồ điều hòa khu vực thấp trũng vừa làm nhiệm vụ chữ nước vừa tiêu thoát nước đảm bảo an ninh nguồn nước đẩy mạnh công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước đánh giá thực trạng hoạt động công trình thủy lợi và khai thác sử dụng nước khác ưu tiên những khu vực đang và có nguy cơ thiếu nước những khu vực có nhu cầu khai thác nước tăng mạnh Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, trực tiếp tham gia quản lý cung cấp dịch vụ dùng nước, thực hiện tốt các giải pháp quản lý và sử dụng nước. Thưa quý vị và các bạn, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện Thành Thành đã tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị phù hợp với nhà thầu để nhanh tiến độ các công trình dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, toàn hiện phân đấu trong năm 2024 hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch đề ra. Bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hạng mục của dự án trụ sở làm việc mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị xã hội huyện Thạch Thành đang được nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện, kỳ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2020 Nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 360 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao và kết quả tổng hợp danh sách đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, các mức độ của các địa phương, năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 31 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 39 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Như Thanh phấn đấu đạt huyện nông thôn mới, 4 huyện Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Sơn và Triệu Sơn phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao và 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với các huyện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao cần xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nguồn lực phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo huyện để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo quy định trong đó huyện thọ xuân cần hoàn thành các nội dung tiêu chí đô thị văn minh và nỗ lực đưa ba thị trấn thọ xuân lam sơn sao vàng ra khỏi danh sách đơn vị trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự phấn đấu cuối quý 2 năm 2024 hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm tra các huyện quảng sương yên định triệu sơn tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành chậm nhất quý 3 năm 2024, bảo đảm có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định. Phấn đấu quý 3 năm 2024, các huyện Quảng Sương Yên Định hoàn thiện hồ sơ thẩm tra, huyện Triệu Sơn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra vào quý 4 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới tại quyết định số 1334 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được sao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI chi nhánh Thanh Hóa, và yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố nghiên cứu khẩn trương tổ chức triển khai một số nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao. Ngoài ra, căn cứ nội dung đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1334 ngày 10 tháng 11 năm 2023 và các quy định hiện hành các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động riêng hoặc lồng ghép nội dung thu hút nguồn lực người Việt Nam, người Thanh Hóa ở nước ngoài vào các chương trình đề án, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ tại đơn vị địa phương, kịp thời đề xuất báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giao Sở Ngoại vụ chủ trì, tổng hợp báo cáo của các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc sơ kết tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan có thẩm quyền theo thời gian quy định kể từ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng một tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu giả danh cán bộ lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp tỉnh gọi điện đe dọa, dạ, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân, thủ đoạn mạo xanh này tuy không mới nhưng do lợi dụng danh tính cụ thể của các cán bộ công an, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước nên rất dễ khiến người dân sập bẫy, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ nhà nước và lực lượng công an, bài viết của phóng viên Tuyết Hạnh. Gọi điện thoại tự xưng là phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đến số di động cá nhân của anh Nguyễn Văn Tường, phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định, đầu số điện thoại trong nước cùng việc nêu chính xác tên và chức danh của lãnh đạo công an tỉnh khiến anh Tường suýt nữa thì đã tin lời của đối tượng thực hiện cuộc điện thoại này. Anh Nguyễn Văn Tường, Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói. Đối tượng gọi điện thì cũng đã biết cụ thể tên, tuổi, nơi làm việc và chức danh. Thì đối với bản thân tôi thì bước đầu nghe cũng có những gì là chột xạ về những cái